Đội bóng xứ Nghệ vừa công bố danh sách các cầu thủ tham dự V-League 2023-2024. Có rất nhiều gương mặt mới xuất hiện trong danh sách này. Do đó, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ phải cần một khoảng thời gian để tìm ra được đội hình tối ưu nhất cho mùa giải tới. Số 1, vị trí thủ môn. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Việt gần như sẽ là cái tên chắc chắn với vị trí chính thức. Điều này là dễ hiểu sau những màn trình diễn rất tốt tại mùa giải 2023 và các đội tuyển U23 quốc gia. Tuy vậy, với việc có quá ít thời gian để tập luyện cùng với đội 1, thì đây sẽ là bất lợi không nhỏ cho thủ thành 21 tuổi này trong việc tìm kiếm tiếng nói chung với các đồng đội ở phía trên. Do đó, Nguyễn Văn Việt sẽ phải cố gắng rất nhiều để bảo vệ xuất bắt chính thức của mình. Nhất là khi thủ thành Trần Văn Tiến cũng thi đấu khá chắc chắn ở những mùa giải gần đây. Có những thời điểm thủ thành sinh năm 1994 mới là thủ môn số 1 của Sông Lam Nghệ An, chứ không phải Nguyễn Văn Hoàng hay Nguyễn Văn Việt. Ở mùa giải tới, chắc chắn Trần Văn Tiến sẽ cố gắng hết sức để giành lại vị trí chính thức từ tay người đàn em. Thủ thành số 3 của đội bóng xứ Nghệ là thủ môn trẻ đầy triển vọng Cao Văn Bình. Đây là thủ môn có thể hình tốt, có khá nhiều kinh nghiệm khi được thử chức tại các giải đấu trẻ. Và mùa giải 2023-2024, với việc được đăng ký theo danh sách đội 1 Sông Lam Nghệ An, thì Cao Văn Bình sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm từ những người đàn anh, qua đó có những bước phát triển mới trong sự nghiệp. Số 2, hàng phòng ngự. Cũng như mùa giải trước, sơ đồ chủ đạo của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này sẽ là 5-3-2, với bộ đôi hậu vệ cánh sẽ là Nguyễn Trọng Hoàng và Mai Sĩ Hoàng. Kinh nghiệm và đẳng cấp của lão tướng Trọng Hoàng vẫn sẽ là thứ rất quan trọng với hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, Mai Sĩ Hoàng sẽ cải thiện khả năng phòng ngự so với mùa giải trước để đảm bảo được suất đá chính. Nếu không, hậu vệ trẻ Vương Văn Huy sẵn sàng chiếm chỗ của người đàn anh bất cứ lúc nào. Ở trung tâm hàng phòng ngự sẽ là bộ ba Khắc Lường, Mario, Trần Đình Hoàng. Đây sẽ là sự kết hợp giữa sức trẻ của Khắc Lường, kinh nghiệm của Đình Hoàng và sức mạnh của ngoại bình. Bên cạnh đó, vị trí trung vệ Sông Lam Nghệ An còn có những cái tên đáng chú ý như Lê Nguyên Hoàng, Trần Nam Hải hay Phạm Văn Thành. Do đó, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An vẫn sẽ là nơi mang lại sự an tâm nhất cho người hâm mộ xứ Nghệ. Số 3, hàng tiền vệ. Vai trò và nhiệm vụ của hàng tiền vệ đội bóng xứ Nghệ của mùa giải tới là khá nặng nề. Với chỉ 3 người ở tuyến giữa, các tiền vệ Sông Lam Nghệ An sẽ phải làm hết công suất để đảm bảo thế trận cho đội nhà. Nhất là khi đội bóng xứ Nghệ phải chia tay Phạm Xuân Mạnh, người thi đấu ổn định nhất của Sông Lam Nghệ An ở những mùa giải vừa qua. Tuy vậy, sự trở lại của Đặng Văn Lắm sẽ giúp cho huấn luyện viên Phan Như Thuật bớt đi nỗi lo nơi tuyến giữa. Tiền vệ sinh năm 1999 này sẽ là người đảm nhiệm vị trí mà Xuân Mạnh để lại. Khả năng đánh trận và phân phối bóng vẫn sẽ là điểm mạnh của Văn Lắm. Tuy nhiên, tiền vệ 24 tuổi này cần phải cải thiện thể lực để có thể thi đấu trọn vẹn 90 phút trên sân. Cùng với đó là sự trưởng thành của Đinh Xuân Tiến trong thời gian vừa qua. Kỹ thuật, khả năng xoay sở và dứt điểm tốt là những điểm nổi bật của tiền vệ gốc Nam Đàn này. Tiền vệ 24 tuổi chính là ngôi sao nổi bật nhất nơi tuyến giữa của đội bóng xứ Nghệ. Do đó, Đinh Xuân Tiến được người hâm mộ kỳ vọng sẽ là nhạc trưởng của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải 2023-2024. Người chơi cao nhất trên hàng tiền vệ của đội bóng xứ Nghệ sẽ là tiền vệ trẻ Trần Mạnh Quỳnh. Sau phong độ khá tốt ở nửa cuối mùa giải 2023, thì tiền vệ sinh năm 2001 đang chứng tỏ mình là một trong những tiền vệ công đáng tin cậy nhất tại Sông Lam Nghệ An ở thời điểm hiện tại. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng đi bóng lắt léo giúp cho Mạnh Quỳnh tạo ra những khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Tuy vậy, thể lực và khả năng tranh chấp bóng tay đôi là một điểm yếu của tiền vệ này. Ngoài ra, ba nhân tố nổi bật ở giải U21 vừa qua cũng sẽ là những niềm hy vọng nơi tuyến giữa của bóng xứ Nghệ, đó là Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Văn Bách và Lê Văn Quý. Đây là những cầu thủ trẻ sẽ được huấn luyện viên Phan Như Thuật tạo điều kiện thi đấu ở mùa giải năm nay. Bởi lẽ, họ chính là những nòng cốt của Sông Lam Nghệ An trong tương lai gần. Việc được ra sân thi đấu thường xuyên ở mùa giải này sẽ giúp cho những cầu thủ này tích lũy được kinh nghiệm, sẵn sàng thay thế những người đàn anh trong những mùa giải tiếp theo. Số 3, hàng công. Hai tiền đạo trên hàng công của Sông Lam Nghệ An sẽ là những ngoại bình, đó là Michael Olaha và John Clay, người sẽ được đăng ký sau khi đã hoàn tất các thủ tục gia nhập Sông Lam Nghệ An từ Công an Hà Nội. Với bộ đôi này thì người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ hoàn toàn có thể kỳ vọng ở hàng công sắc bén vào mùa giải tới. Kịch bản trong mơ sẽ là Olaha kiến tạo, John Clay ghi bàn sẽ giúp cho Sông Lam Nghệ An có thể bay cao. Tuy vậy, với việc sử dụng hai ngoại binh nơi hàng tấn công thì cơ hội dành cho các tiền đạo nội sẽ ít đi rất nhiều. Do đó, những Ngô Văn Lường, Phan Xuân Đại hay Hồ Phúc Tịnh sẽ phải chất chiêu từng cơ hội mà mình có được. Đây là điều mà Ngô Văn Lường hay phần nào là Phan Xuân Đại đã làm được ở giai đoạn 2 V-League 2023 vừa qua. Hy vọng những tiền đạo nội này sẽ nắm lấy được cơ hội mà ban huấn luyện trao cho
để có được thời gian thi đấu nhiều hơn tại mùa giải năm nay. Rõ ràng, trong năm ngàn mùa giải mới là một tập thể trẻ trung với rất nhiều cầu thủ dưới 23 tuổi. Do đó đội bóng xứ Nghệ sẽ thi đấu đầy nhiệt huyết và máu lửa. Tuy nhiên, những hạn chế về kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu sẽ là điều mà người hâm mộ lo lắng. Hy vọng rằng huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ liệu cơm gắp mắm để chèo lái con thuyền Sông Lam Nghệ An thi đấu thành công ở mùa giải 2023-2024.